Bản tin sáng ngày 25 tháng 9 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua ghi nhận 5 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus sars-cov-2. Cụ thể, hai trường hợp tại huyện Phước Long, trong đó một trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung huyện Phước Long, đây là trường hợp tái dương tính với virus sars-cov-2. Bệnh nhân có mã số BN178335. Trước khi về tỉnh, bệnh nhân đã hoàn thành điều trị Covid-19 tại tỉnh Long An. Một trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung y tế huyện Phước Long là f1 của bệnh nhân trước đó một trường hợp ghi nhận trong khu vực phong tỏa trung tâm y tế huyện Hòa Bình, một trường hợp ghi nhận tại chốt kiểm soát xẻo chích huyện Vĩnh Lợi là trường hợp về từ dùng dịch thành phố Hồ Chí Minh. Qua điều tra truy vết đến hiện tại ghi nhận hai trường hợp F1, một trường hợp ghi nhận tại điểm test nhanh địa chỉ nhà thi đấu judo phường 7 thành phố bạc liêu. Trường hợp này là tài xế chở hàng có địa chỉ tại ấp cái dày thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu. Qua quá trình điều tra truy vết hiện tại ghi nhận 4 trường hợp F1, trong năm trường hợp trên không có trường hợp dưới 18 tuổi.